Ukraine rơi vào hiểm họa sau khi đánh chìm xói hạm của ông Putin. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay chiến dịch quân sự của Nga tới Ukraine bước sang ngày thứ 55. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi cập nhật những thông tin mới nhất về tình hình chiến sự tại đây. Đánh chìm xói hạm Moscow, Ukraine chuẩn bị nếm đòn báo thù sấm xét từ ông Putin. Các bạn thân mến, sự kiện tàu chiến Moscow bị tên lửa Ukraine đánh chìm trên biển đen như một giọt nước làm tràn ly sau những ngày sóng yên biển lặng hàng loạt cuộc phóng kích nhằm vào các thành phố lớn, 39 chiến hạm và tàu quân sự tập trung ở bán đảo Crimea là những động thái mới nhất cho thấy Nga đang muốn dằn mặt đối thủ. Phải chăng Ukraine sắp phải hứng chịu một cái giá quá đắt khi lỡ thách thức sự kiên nhẫn của Tổng thống Nga Putin? Mất xói hạ Moscow của hạm đội Biển Đen, Nga đã cảnh báo Mỹ về hậu quả khôn lường nếu Washington tiếp tục cung cấp khí tài cho Ukraine. Trong khi Ukraine cũng đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công trả đũa của người Nga khi họ biết rằng họ sẽ không được tha thứ. Hãng CNN cho biết cuộc chiến ở Ukraine có thể sẽ sớm bước vào một giai đoạn mới, thậm chí còn nguy hiểm hơn. Tức giận vì mất xoay hạm của hạm đội Biển Đen, Nga đã cảnh báo về hậu quả khôn lường nếu Mỹ tiếp tục cung cấp khí tài cho Ukraine. Trong khi Tổng thống Volodymyr Zelensky nhấn mạnh với CNN rằng thế giới nên chuẩn bị cho khả năng Tổng thống Nga Putin sử dụng khí tài hạt nhân chiến thuật tại Ukraine. Vụ tàu tuần dương mang tên lửa dẫn đường Moscow chìm ở Biển Đen ngày 14 tháng 4 được cho là tổn thất lớn nhất trong thời chiến liên quan đến tàu hải quân 40 năm của Nga và đã gây ra sự bối rối rất lớn. Nó diễn ra vào thời điểm các quan chức tình báo của Mỹ cảnh báo về hành vi ngày càng khó đoán của Nga và sự sẵn sàng chấp nhận rủi ro lớn hơn vì tức giận trước những thất bại ở Ukraine. Nga khẳng định lý do của vụ chìm tàu là do hỏa hoạn, nhưng Mỹ đã lên tiếng ủng hộ tuyên bố của Ukraine. Trong đó, một quan chức cấp cao nói rằng Mỹ tin hai quả tên lửa Neptune của Ukraina đã bắn trúng xoáy hạm Nga. Việc mất tàu Moskva được cho là cũng có thể khiến Tổng thống Putin càng tức giận hơn về tình hình tại Ukraina. Đây chắc chắn sẽ là hành động đổ thêm dầu vào lửa máu Ukraina sẽ phải hứng chịu sự trả đũa đau đớn từ Nga. Bộ Chỉ huy tác chiến miền Nam Ukraina cho biết trong một tuyên bố rằng tình hình tại các khu vực Mikuliv và Kherson thuộc miền Nam Ukraina đang ngày càng trở nên căng thẳng và thù địch hơn các lực lượng Nga phẫn nộ trước tổn thất ở Biển Đen và đã tăng cường mối đe dọa tên lửa trong khu vực. Natalia Humeniuk, người phát ngôn của các lực lượng vũ trang ở miền nam Ukraine nói rằng, các cuộc tấn công tên lửa vào đêm ngày thứ Năm, ngày 14 tháng 4 của Nga trong khu vực là để trả đũa cho vụ chìm tàu Moskva. Tất cả chúng tôi đều nhận ra rằng chúng tôi sẽ không được tha thứ. Natalia nói, Moskva là tàu tuần dương hạm, hạng nặng mang tên lửa dẫn đường thuộc đề án 1164 Atlan của Nga tàu dài 186 m, rộng 21 m và có lượng giãn nước là 12.000 tấn. Khí tài chính của Moskva là 16 tên lửa chống hạm B-100 Vulcan với tầm bắn là 800 km. Mỗi quả đạn có chiều dài tương đương với một tiêm kích MiG-17 và nặng khoảng 5 tấn, mang được đầu đạn bán xuyên giáp chứa 950 kg thuốc nổ, tương đương với 350.000 tấn thuốc nổ TNT nó cũng được trang bị 64 tên lửa phòng không tầm xa với tầm bắn là 90 km, 40 tên lửa phòng không tầm ngắn cùng nhiều loại pháo tự động, khí tài chống ngầm và hệ thống tác chiến điện tử. Trước tình hình căng thẳng leo thang, Nga đã mang 39 chiến hạm và tàu quân sự tập trung gần thành phố Sevastopol thuộc bán đảo Crimea. Theo tình báo Quayna cho biết trên truyền thông, tính đến ngày 15 tháng 4, 39 chiến hạm và tàu quân sự của Nga đã được phát hiện gần vịnh Sevastopol thuộc bán đảo Crimea mà Nga đã sáp nhập năm 2014. Chúng bao gồm 9 tàu đổ bộ lớn, 5 tàu ngầm, 2 thủy phi cơ, 5 tàu chống ngầm nhỏ, 2 tàu tên lửa nhỏ, 2 tàu hộ vệ, 3 tàu tuần dương chống phá hoại, 1 tàu trinh sát hạng trung, 2 tàu tên lửa, 2 tàu tên lửa nhỏ, 3 tàu quen mìn, 1 thuyền tuần tra và 2 tàu tuần tra. So với ngày 10 tháng 4, thì phía Nga đã có thêm 2 tàu đổ bộ lớn và 1 tàu chống ngầm loại nhỏ, đồng thời khởi hành 2 tàu tên lửa nhỏ, 1 tàu tuần tra, 2 tàu tuần tra chống phá hoại và 1 tàu quét mìn hải quân. Tình báo Ukraine cũng có dữ liệu về sự hiện diện của một nhóm tàu hải quân của Ukraine vốn đã bị Liên bang Nga bắt giữ trong thời gian sát nhập bán đảo Crimea năm 2014. Theo thông tin tình báo, các tàu này đang ở trong vùng biển Sevastopol, cụ thể tàu ngầm Zaporozhye, tàu điều khiển Slavutik, ba tàu chống ngầm nhỏ Lutsk, Tenopin và Khmelnytsky, hai tàu quét mìn Chekasi và Cheknyhiv, tàu kéo trên biển Kremenets và tàu phóng ngư lôi Kherson quả thật tổn thất khá lớn khi để mất xoáy hạm Moscow đã khiến Tổng thống Putin không thể ngồi yên được nữa. Theo thông tin CNBC, Nga liên tục tiến hành các cuộc tấn công và pháo kích bằng tên lửa và nhiều thành phố trong 24 giờ. Các thành phố này bao gồm Donetsk, Lugansk và Kharkiv ở phía đông, Dnipropetrovsk, Votava và Kivovorad ở phía trung Ukraine, Mykolaiv và Kherson ở phía nam, thủ đô Kiev ở phía bắc và thủ đô Lviv ở phía tây. Theo tuyên bố của văn phòng Tổng thống Ukraine, các cuộc tấn công nhấn mạnh một điều rằng cả đất nước Ukraine vẫn đang bị đe dọa mặc dù Nga đang xoay trục để tiến hành một cuộc tấn công mới vào miền đông của đất nước này. Khu vực phía Nam cũng bị oanh tạc vào ngày thứ Sáu và thứ Bảy. Quân đội Nga được cho là đã oanh tạc một nhà máy xe quân sự Ukraine tại thành phố Mykolaiv. Trong khi đó, thành phố cảng Mariupol bị bao vây, vẫn đang cố tử thủ, nhưng tình hình ở đó được báo cáo là rất nguy cấp. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga ngày 16 tháng 4 đã thông báo rằng máy bay quân sự của nước này đã sử dụng khí tài tầm xa với độ chính xác cao để tập kích một nhà máy sửa chữa thiết giáp tại thủ đô Kiev của Ukraine. Thị trưởng Vitaly Grisko cho hay, nhà máy bị tập kích nằm tại quận Daninsky. Ông Grisko đã đề nghị những ai từng rời khỏi Kiev đừng vội trở về do thủ đô Ukraine một lần nữa trở thành mục tiêu tập kích của các quân đội Nga. Quân đội Ukraine cũng cho biết máy bay Su-35 của quân đội Nga cất cánh từ Belarus đã phóng tên lửa về phía thành phố Lviv gần biên giới Ba Lan, trong khi đó pháo kích ở tỉnh Kharkov ở phía đông Ukraine đã khiến ít nhất một người không qua khỏi. Theo thông báo từ tỉnh trưởng, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cảnh báo rằng quân đội Nga là lực lượng ly khai miền đông Ukraine đang tập trung gần Zaporizhia, đặt mục tiêu phong tỏa hành lang phía nam thành phố Kharkov. Khoảng 22 nhóm tiểu đoàn chiến thuật của quân đội Nga đang tập trung gần Izum trong cùng khu vực, mỗi đơn vị chiến thuật gồm khoảng 1.000 lính. Tổng thống Zelensky rớt nước mắt nói, tôi không tin thế giới. Trong một cuộc phỏng vấn của kênh CNN hôm 15 tháng 4 và phát sóng hôm 17 tháng 4, phóng viên đã hỏi ông Zelensky liệu ông nghĩ gì về các chính trị gia khắp thế giới nói rằng không bao giờ nữa. Nhắc tới ngày tưởng niệm Holocaust thế giới và những gì đã xảy ra ở nước nước ông. Ông Zelensky trở nên xúc động đến rơi nước mắt khi nói về hậu quả của cuộc chiến Ukraine. Tôi không tin thế giới, tôi không tin vào những lời nói, sau sự leo thang của Nga, chúng tôi không tin các nước láng giềng của chúng tôi, chúng tôi không tin tất cả những điều này. Tổng thống Quayna tiếp tục nói rằng, ông thậm chí còn không tin các đảm bảo an ninh được ghi nhận và luật pháp quốc tế. Khi cuộc chiến ở Quayna đã bùng phát và với việc Nga bị cáo buộc là phạm tội ác, ngay cả tôi cũng không tin các tài liệu, bởi vì chúng tôi cũng có biên bản ghi nhớ Budapest. Tôi nghĩ bạn biết tất cả những chi tiết về điều này, đối với tôi đó chỉ là một tờ giấy không hơn không kém ông zelensky nói chúng tôi chỉ tin những điều thực dụng có hợp đồng nếu bạn là bạn bè đối tác của chúng tôi hãy cho chúng tôi khí tài đi giúp chúng tôi hỗ trợ chúng tôi cho chúng tôi tiệt và ngăn chặn nước nga hãy thổi bay nước nga bạn có thể làm điều đó nếu bạn nghĩ về nền dân chủ này ông zelensky tiếp tục niềm tin duy nhất ở đó là niềm tin vào chính chúng tôi và nhân dân của chúng tôi niềm tin vào lực lượng vũ trang của chúng tôi niềm tin rằng các quốc gia sẽ hỗ trợ chúng tôi không chỉ bằng lời nói mà còn bằng hành động của họ và vì vậy không bao giờ có nữa Thực sự thì mọi người đang nói về điều này, nhưng bạn có thể thấy là không phải ai cũng có can đảm. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng nói rằng Ukraine không sẵn sàng từ bỏ lãnh thổ miền đông của đất nước để chấm dứt chiến sự với Nga và quân đội Ukraine sẵn sàng chiến đấu với Nga trong 10 năm nữa nếu cần thiết. Ông Zelensky đã nói rằng, đối với Ukraine, trận chiến giành Donbass là rất quan trọng vì một số lý do đồng thời nói thêm rằng nó có thể ảnh hưởng đến tiến trình của toàn bộ cuộc chiến. Tuy nhiên ông nhấn mạnh một số giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột thì vẫn là tốt hơn. Chúng tôi không thể từ bỏ lãnh thổ của mình, nhưng chúng tôi phải tìm cách đối thoại với Nga và nói thêm rằng các cuộc đàm phán sẽ không được tiến hành trên cơ sở tối hậu thư của Nga. Tổng thống Zelensky nói rằng cần phải đối thoại để ngăn chặn nhiều người ngã xuống hơn, mặc dù ông tuyên bố đất nước mình có thể chống lại Liên bang Nga trong 10 năm. Ông cho biết lực lượng Ukraine ở Donbass là một trong những đội quân tốt nhất mà đất nước có. Đó là một nhóm lớn và Nga muốn bảo vệ họ và kết liễu họ. Ông Zelensky tuyên bố và nói thêm rằng 44.000 quân nhân chuyên nghiệp sống sót sau một cuộc chiến lớn từ đầu năm 2014. Khi được người dẫn chương trình hỏi liệu Ukraine có chiến thắng trong cuộc xung đột hay không, Tổng thống Zelensky đã nói tất nhiên là có và sẽ như vậy. Ông cũng cho rằng không có gì đảm bảo Nga không cố gắng chiếm Kiev một lần nữa nếu họ có thể chiếm được Donbass. Ông Zelensky đã nói về những gì mà đất nước Ukraine đã chứng kiến và sự giúp đỡ khẩn cấp mà quân đội của ông vẫn cần được trang bị để chống lại các cuộc tấn công của Nga ở miền Đông và miền Nam. Vị Tổng thống này còn cho rằng ông đã nói chuyện với Tổng thống Pháp Macron vào tuần trước và muốn ông đến thăm Ukraine để tận mắt chứng kiến những hành động của Nga ông cũng muốn Tổng thống Mỹ Joe Biden đến thăm Ukraine. Tuần trước, Tổng thống Mỹ gợi ý rằng ông muốn đi mặc dù ông cho biết các quan chức Mỹ vẫn đang thảo luận về việc liệu một quan chức cấp cao của Mỹ có đến thăm Ukraine hay không. Ông Zelensky cho biết 800 triệu đô la tài trợ bổ sung mà ông Biden phê duyệt vào tuần trước để đến Ukraine mua khí tài mới và tiên tiến hơn là hữu ích nhưng vẫn cần nhiều hơn thế. Chúng tôi chuẩn bị sử dụng bất kỳ loại khí tài nào, nhưng nó cần chuyển giao rất nhanh và chúng tôi có khả năng học cách sử dụng thiết bị mới, nhưng nó cần phải đến rất nhanh mỹ tuyên bố không có gì có thể ngăn cản mỹ trang bị cho ukraine người phát ngôn bộ ngoại giao mỹ nesprite nói với cnn rằng mỹ tiếp tục đổ khí tài vào ukraine bất chấp việc nga đã cảnh báo hậu quả không có gì có thể ngăn cản chính phủ mỹ chuyển giao cho ukraine Trước đó, Nga đã gửi một công điện ngoại giao tới Washington, cảnh báo về những hậu quả khó lường nếu Washington tiếp tục chuyển khí tài cho Ukraine. Mỹ đã gửi hơn 2,5 tỷ đô la khí tài và các khoản viện trợ quân sự khác cho Ukraine kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt vào nước này hồi tháng 2. Sau khi chuyển hàng nghìn tên lửa chống tăng và một lượng lớn quân khí bởi xung đột tàn phá, Washington gần đây đã chuyển giao cho Ukraine các loại khí tài nặng hơn để đối phó với Nga. Thưa các bạn, thực chất Mỹ đang dùng con tốt Ukraine và Tổng thống Zelensky để hà hơi tiếp xúc chống lại Nga và Tổng thống Putin. Ông Zelensky thì lại hô hào dân thường đi đối đầu với cuộc chiến với Nga. Chắc hẳn những tay lái buôn khí tài của Mỹ đang mừng thầm. Nga xa lời kiệt quệ, Mỹ bán được nhiều khí tài, làm giàu cho mình trên chính xương máu của kẻ khác. Và sau này, chính Ukraine và nhân dân họ sẽ phải còng lưng ra trả nợ cho Mỹ và các nước phương Tây. Thiết nghĩ rằng Tổng thống Ukraine xin đừng lấy máu dân Ukraine để làm màu cho chính mình nữa. Thông tin vừa rồi đã kết thúc video của kênh TV24 giờ ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên like, chia sẻ và đăng ký kênh để tiếp tục cập nhật những video mới nhất tiếp theo trên kênh của chúng tôi. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.